Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 18 của mấy cô Nhật Bãi. Hôm nay mình có size là từ 2.000 cho đến là 8.000 nha các bạn. Và giá mình báo trong video là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc bên mình vẫn là 30.000 một đơn với máy. Và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và lô này có 18 con. Và khách nào mua từ 2 con trở lên thì mình sẽ hỗ trợ reship nha. Một con thì không có hỗ trợ nha các bạn. Thì đây mình có con số 1 đầu tiên. Số 1 đầu tiên ở đây mình có là con Ryobi, tên của nó là Ryobi SL1, toàn thân của nó là carbon hết. Con này toàn thân carbon, tay quay là bằng kim loại. Mui sóng, gửi gà đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này là Rayto của nó là 5.3, cước số... Đây, thông số cước. Thông số cước rồi các bạn, cước 0.3 là vào được 90m. Số cước 0.3 là cước số 4 nha, số 4 vào 90m, số 3 là vào được 140m, size tướng. Con này size tướng của nó size 2000, mô bên sóng, lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cước bằng sứ đá đen này. Lăn cước bằng sứ đá đen, gà cước nhẹ. Con này thích hợp cho khách nào con bè, con tôm, con cá nhỏ. Quay nhẹ mượt, ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Ngoại hình thì còn rất là sáng đẹp. Con này là con số 1. Số 1 nặng là 180g, số 1 giá 270.000. Tiếp theo là máy số 2. Số 2 ở đây mình có là một con Shimano. Tên của nó là Shimano Alex nha. Con này tên của nó là dòng Shimano Alex. Toàn thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Mô bên sóng. Lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này cước số 2 150m, số 3 100m, size tướng của nó là size 2000. Con lăn cước bằng sứ đá đen, gà cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy là như thế này. Máy thì còn khá là sáng đẹp, sờn xước ít thôi. Hàng này là hàng Shimano của Nhật. Máy quay nhẹ ngược, dòng này cũng thích hợp cho khách nào câu ISO, câu bè, câu tôm, câu cá nhỏ. Con này là con số 2, nặng 240g, con này giá là 270.000. Tiếp theo là máy số 3. Số 3 ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa, dòng là dòng Daiwa Silverline 1000. Toàn thân của nó là bằng kim loại hết. Vui sống. Lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này là cước số 6, 130m, số 5, 160m, size tướng, nó là size tầm khoảng 4.500, mô bên sóng, lưỡi ra đầy đủ. Con lăn cước của nó là sáng này, gà cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy này, con này thì ngoại hình, con này các bạn đổi tay trái phải được nha. Đây, đổi tay trái phải được, con này thì ngoại hình nó có trầy xước như thế này. Nó sơn nó hơi xấu này, sơn này. Sơn nó bị nổi sơn, hơi xấu sơn, đó. Nó sơn xấu nha. Con này size của nó là size 4.500 đến 5.000. Đổ tay trái phải được, mô bên sóng. Chốt chặn ok. Con này là con số 3, nặng 400g. Con số 3 nè, để qua Nhật. Số 3 giá là 240.000. Số 3 giá 240. Tiếp theo là con máy số 4. Số 4 ở đây mình có là một con Shimano, con Daiwa. Con này là con Daiwa Spotlight ST0. Daiwa Spotlight ST0, Rayto 3.8. Cố carbon, thân kim loại. Mô bên sóng. Lưỡi ra đầy đủ. Con này đổ tay trái phải được. Cước số 7 là vào được 140m, số 6 170. Size tương ứng là size tầm khoảng 6.000. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật. Con này thì các bạn đổ tay trái phải được. Máy thì quay rất là nhẹ. Chẳng ok. Máy quay rất là nhẹ. Ngoại hình thì có sờn xước như thế này. Đây. Có sờn xước ở cái nắp là cướp này.
cái chốt của cả cước này. Đây. Con lăn cước thì còn rất là sáng nha. Đó. Ngoài anh này. Tróc sơn ở đây. Ở chân máy này, nước sơn hơi xấu này. Đó. Hàng này là hàng đai hoa nhật. Con này là con số 4. Con số 4 nặng là 480 gram. Con này giá là 300 nghìn. Số 4 giá 300. Tiếp theo là máy số 5. Số 5 ở đây mình có là con đai hoa đuôi chuột. Con này là con đai hoa long cát spoon. Dòng này là dòng cối dài nha các bạn. Cối dài. Hàng này là hàng đai hoa Thái Lan xuất Nhật, dòng đuôi chuột thì các bạn nhấn nút ở trên đây để lấy cổ ra này. Đây, cổ nó như thế này. Còn lăn cước thì còn rất là sáng. Lăn cước của nó là bằng sứ đá đen nha. Gà cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của nó này. Con này cước số 4 200m, số 5 150m, size tương tầm khoảng 4.000-4.500. Đuôi chuột tầm 4.500. Hàng là đai hoa Thái Lan xuất Nhật, ngoại hình này có sườn xước như thế này. Tay quay của nó là bằng kim loại nha. Tổng thân carbon, tay quay kim loại. Ngoại hình thì có sườn xước như thế này. Hàng này là đai hoa Thái Lan xuất Nhật, con này đổ tay trái phải được, máy quay rất là nhiệt. Chẳng ok. Bật nút bên này. Chắc chẳng ok. Con này dòng đuôi chuột, các bạn xẻo bobin này đuôi nha. Xẻo bobin này đuôi. Bobin sống lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Ngoại hình có sườn xước nha. Có trầy xước như thế này. Hàng này là đai hoa Thái Lan xuất Nhật. Con này là con số 5. Con số 5 này nặng là 350g. Con này giá 350.000. Size 4.500. Tiếp theo là máy số 6. Số 6 ở đây mình có là một con của đai hoa. Con này là con đai hoa đời cao. Dòng là dòng đai hoa Riga S 2500i. Con này thì cước số 2 vào được 200m, số 3 là vào được 150m, size tướng là size 3000 nha các bạn. Cối nó là cối kim loại, thân carbon, tay quay kim loại. Mô viên sống. Con lăn cước thì còn rất là sáng nha. Con lăn cước còn rất là sáng, gà cước nhẹ. Con này thì mô viên sống. Mô viên sống, lưỡi ra đầy đủ. Con này các bạn đổi tay trái phải được. Con lăn cước này còn rất là sáng, gà cước nhẹ. Hàng này là hàng đai hoa Thái Lan nha. Con này là con dán cái chữ dưới này. Con này là con đai hoa Thái Lan xuất Nhật nha các bạn. Hàng đai hoa Thái Lan xuất Nhật. Có phần ABS size 3000. Dòng này thì các bạn có thể lua lóc, câu lua được. Dòng này là dòng chuyên xe lua. Các bạn có thể câu lua được là câu lua lóc được cũng nha. Size 3000. Ngoại hình thì có sờ xước như thế này. Đây sờ xước tiền lưng này. Ở đây có bị trắc sơn. Còn lại ngoại hình rất là ok. Còn khá là sáng mới. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ. Phanh ABS nha. Đây có phanh ABS như này. Quay rất là nhẹ êm. Size tướng của nó là size 3000. Ngoại hình tổng thể là như thế này. Con này là con số 6, nặng 320g. Con này giá là 480.000. Ngoại hình này. Tiếp theo là con số 7. Số 7 ở đây mình có là một con Ryobi Diecaster Z3500 ZM. Tầng thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Con này là dòng mô bin chết nha các bạn, không xả cước được nha. Con này mô bin chết không xả cước được. Cước số 2 vào được 270m, số 3 200m, số 4 150m, size tướng của nó là size 4000. Dòng là dòng cối cạn, cối của nó là cối nông, cối cạn. Cối dạng cối nông nha các bạn. Cố này chứa, con này là size của nó là máy máy lớn bằng một con size 6000, nhưng mà chứa được có 4 size tương ứng với một con máy size 4000 thôi.
Cối là cối cạn rồi các bạn nhìn này, đó. Chút xíu cước nó vào là vào tới cối rồi. Con này thì thích hợp cho khách nào lua gần, lua rạc hoặc lua lóc nha. Dòng này reto của nó lớn, reto là 4.4. Đổ tay trái phải được. Reto 4.4, dòng này có thể lua lóc được máy quay rất là nhẹ vừa. Chút chẳng ok. Hôm nay các bạn đổ tay trái phải được nha. Size 4.000. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Hôm nay có sờ xước nhỏ nhỏ như này. Sờ xước tiền cố nhẹ. Độ mới máy này mới tầm khoảng 70%. Con này là hàng Realme của Nhật, con số 7, nặng 420g. Con này giá là 370.000. Tiếp theo là máy số 8. Số 8 ở đây mình có là con Shimano. Con này là con Shimano dòng đời cao, tên của nó là Shimano Navi 2500. Size tướng của nó là size 2500 luôn các bạn. Cước số 7 là vào, cước số 2 là vào được 170m. Số 3 là vào được 120m, size 2500. Cối kim loại, thân carbon, tay quay là bằng tay quay kim loại nha. Ô bin sóng. Ô bin sóng. Ôi sóng, đổ tay trái phải được, con lăn cước còn rất là sáng, cả cước nhẹ. Dòng này cũng là dòng chuyên xe lua nha, chuyên câu lua nha các bạn. Size 2500, dòng này câu ISO và câu lua đều được, ngoại hình thì con này ngoại dòng đề cao, con này là dòng đề cao. Con này là dòng đề cao nhưng mà ngoại hình nó có bị trầy xước như này. Trầy xước này, trầy xước viền lưng này. Trầy xước viền cổ, viền lưng. Con này thì ngoại hình sờn xước nhiều. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật. Chuyên xe lua có phanh ABS, quay rất là nhẹ, hàng Shimano Navi. Đây, có phanh ABS nha, có phanh ABS. Con này thì các bạn đổ tay trái phải được, phanh ABS. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật. Con này thì nếu ngoại hình nó mới tầm khoảng 650-700 nghìn. Con này thì ngoại hình trầy xước, bán số 8 giá 3, nặng 320g. Con này giá 380 nghìn. Dòng này thì các bạn có thể lua lóc, câu lua, lua lóc đều được hết nha, size 2500. Hoặc là khách nào câu cần ISO cũng ok, ISO bè. Tiếp theo là con số 9. Số 9 ở đây mình có là một con Shimano, Shimano AeroCast 3000. Con này là dòng cối là cối carbon, thân bằng kim loại. Con này là dạng mô hình chết nha các bạn, không sợ cước được. Mô hình chết, không sợ cước được. Đổ tay trái phải được. Con này thì cước số... Con này là cước số 5 là vào được. Cước số 5 vào được 200m, size tướng của nó là size 6000. Hàng này là Shimano của Nhật, đổ tay trái phải được. Có lăng cước còn rất là sáng. Gạt cước nhẹ. Con này radio của nó là 3.7 3.8. Quay rất nhẹ mượt nha. Dòng này thích hợp cho khách nào lua lắc, câu gòn, câu rạc. Mỗi chết không sợ cứu được, chốt chặt ok. Với là nhị hàng Shimano của Nhật. Con này là con số 9, nặng là 430g. Con này giá 250.000. Ngoại hình thì còn rất là mới. Độ mới máy này mới tổng khoảng 70-75%. Trầy xước rất là ít. Số 9 giá 250. Tiếp theo là máy số 10. Số 10 ở đây mình có là con Shimano. Con này là con Shimano Titanus SS1000. Toàn thân của nó là carbon, tay quay bằng kim loại. Hàng này là Shimano của Nhật. Thông số cước là cước số 2 160m, số 3 110m, size tướng size 2000, mui 6, lưỡi ga đầy đủ. Con này các bạn đổi tay trái phải được, con lăn cước của nó là sáng, gạt cước nhẹ. Hàng này là Shimano của Nhật, ngoại hình máy tổng thể như thế này. Độ mới của máy này mới tầm khoảng 70%, rầy xước ít, máy này là sáng đẹp nha. Quay nhẹ mực, xa 2000. Chốt chặn ok. Quay rất là nhẹ. Con này câu ISO, câu bè, câu tôm, câu lua. Con này con số 10, nặng 240g. Con này giá 270.000. Tiếp theo là máy số 11. 11 ở đây mình có là con hiệu Olympic. Con này là con Olympic Zebra 1500. Con này toàn thân của nó là bằng kim loại, tay quay kim loại luôn. Con lăn cước của nó là sáng này, gạt cước nhẹ.
Con này thì cái gạch cước là sao nó hơi giãn ra nên mình bật hơi mạnh chút nha các bạn. Nặng là 400 gram, retail là 382. Cứ số 6 150m, số 5 175m, size tướng nó xanh 5000, mua 6. Lưỡi ra đầy đủ, con này các bạn đổ tay trái phải được. Là cứ nó là sáng, ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Size tướng của nó là size 5000, ngoại hình thì cũng còn khá là sáng đẹp, có sờ suốt nhẹ viên chân này. Đổ tay trái phải được nha, dòng này thì máy rất là chắc máy, cầm rất là nặng, chắc máy luôn, cứng máy. Quay nhẹ vượt, chắc chắn ok. Quay rất là êm nha. Con này là con số 11, nặng 120g, con này giá 330.000. Tiếp theo số 12, 12 đây mình có là một con Daiwa, Daiwa Spotlight ST01, Reto 3.8, khối carbon, thân kim loại, mô bin 6. Lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn khá là sáng này. Đây, gà cước nhẹ. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật nha, ngoại hình của máy đây. Ngoại hình của máy có sơn xước nhỏ nhỏ, sợi nhỏ như này. Hàng Daiwa Nhật, con này là con số 12. Size tướng, con này thì không có thông số cước, con này cước số 4 vào khoảng 150m, size tướng size 4000 nha các bạn. Size 4000. Cước số 3 con này vào được 200m nha. Chút chẳng ok nè, dòng này thích hợp cho khách nào con sông. Quay nhẹ một. Size 4000. Con này là con số 12, nặng 350g, con này giá 220.000. Tiếp theo máy số 13, 13 đây mình có là con Shimano. Con này là Shimano ES800. Toàn thân của nó là bằng kim loại. Mua in 6. Lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Số 7 110m, số 6 140. Cước số 5 là vào được 160m, size tướng size 5000. Con này thì ngoài cái cốt trợ lực bằng kim loại ở đây, cốt bằng kim loại ở đây thì nó có thêm một cái lớp cốt trợ lực bằng carbon bên ngoài nha. Lưỡi ga này, đấy, lưỡi ga này xài đếp trong, lưỡi ga này đủ nha. Con này thì các bạn đổ tay trái phải được. Con lăn cước của nó là sáng, gạt cước nhẹ, hàng này là hàng Shimano của Nhật. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Cái phần gạt cước ở đây có trầy xước này. Còn lại khá là ok, cái sơn khá là đẹp nha. Sẽ xước nhẹ đây. Hàng này là Shimano của Nhật, đổ tay trái phải được, size bao nhiêu. Chắc chắn ok. Con này thì ratio của nó là 3.7 nha các bạn. Quay nhẹ. Con là con số 13, nặng 460g. Số 13 này có giá là 380.000. Tiếp theo máy số 14. Con số 14 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là Olympic LX900. Con này là toàn thân của nó là kim loại hết nha. Toàn thân kim loại hết. Con lăn cước của nó là sáng này. Con cước nhẹ. Mua viên 6. Lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này là cước số 4 160m, số 5 125m, size tướng của nó là size tầm khoảng 4000. Con này thì thân nhỏ gọn cỡ lớn, ngoại hình thì có sờn xước này. Có trầy xước này. Đây, trầy xước rồi đây. Trầy xước nhỏ như thế này các bạn. Sơn ở đây. Hàng này là hàng Olympic của Nhật nha. Dòng này thì xài rất là bền, chắc máy, cứng máy. Hàng Olympic Nhật, con này là con số 13. Quay, con này thì trên thông số Reto 4.88, con này Reto lớn, quay rất là nhẹ các bạn. Quay rất là nhẹ mượt. Size 4000. Máy này thấy khá là nhỏ gọn mà cổ lớn nha. Cổ lớn nên là thông số size nó lớn hơn xíu.
Tôi quay nha. Quay rất là nhẹ. Rito là 4.8 thôi. Hàng này là hàng Olympic của Nhật. Con này là con số 14. 14 này nặng là 380g. Con này có giá là 300.000. Ngoại hình thì có sườn xuất phiền chân này. Con số 14 giá 300.000. Tiếp theo là con số 15. 15 ở đây mình có là một con đuôi chuột. Tên của nó là Daiwa Carbon Spin GS700RD. Con này toàn thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Thông số cước này, cước số 3 là 120m, số 4 là 85m, số 2 là 170m, size tướng, size 2.500, toàn thân carbon. Nhấn nút ở đây để lấy cối. Đây, nhấn nút như thế này. Con lăn cước là bằng sứ đá đen, gà cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì các bạn đổi tay trái phải được nha, có sờ xuất nhẹ đó. Dòng đuôi chuột xả mô bin ở đuôi, xả mô bin đây. Mô bin xóm lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, quay rất là nhẹ, chốt chặn ok. Size 2.500, dòng Daiwa Carbon Spin của Nhật, quay nhẹ mượt. Con này là con số 15, 15 nặng là 300, nặng là 260g, 15 giá là 300.000. 15 giá 300. Tiếp theo là mấy số 16. 16 ở đây mình có là con Olympic. Tên của nó là dòng Olympic Let's Go 250VO. Toàn thân của nó là bằng kim loại. Mô bin 6, lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này cước số 4 310m, số 5 250m, số 6 210m, size tướng tổng khoảng 6.000. Con này size tầm 6.000 đến 6.500 nha. Con lăn cước của nó là sáng này, là cước nhẹ. Hàng này là hàng Olympic của Nhật. Ngoại hình tổng thể đây. Đây, ngoại hình nước sơn nó có bị nổi sơn như thế này. Đó. Đó, nổi sơn như thế này. Con này thì ngoại hình cũng sờ suốt nhẹ thôi, có nổi sơn nhẹ thôi. Hàng này là hàng Olympic của Nhật. Dòng này rất là cứng, chắc máy nha. Con này thì ratio của nó lớn. Con này thì ratio của nó là 4.56, nặng 480g. Quay rất là nhẹ đúng không? Đổ tay trái phải được, chốt chặn ok. Quay nhẹ mượt. Size tướng size 5.000, con này size 6.000 đến 6.500. Con này là con số 16, dòng này rất là cứng, chắc máy. Con số 16 này nặng 500g, con này giá 430.000. Tiếp theo là con số 17. 17 đây mình có là con Shimano, Shimano MIRZ1000. Con này toàn thân kim loại. Đây, cổ rất là sáng đẹp. Mua bên 6. Lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này reto của nó là 3.8. Cước số 4 325m, số 5 235m, size tướng của nó size tầm khoảng 6.000-6.500. Con này thì cốt của nó có thêm một cái, ngoài cái cốt trợ lực bằng sắt ở trong thì có thêm một cái lớp cốt bằng carbon bên ngoài nha. Cốt trợ lực bằng carbon. Lưỡi ra đầy đủ. Con lăn cước của nó là sáng, gà cước nhẹ. Hàng này là hàng Shimano của Nhật nha. Shimano của Nhật và dòng này nó không có dập, không có dập tên dưới chân bát nha các bạn. Không có dập chữ giá băng dưới chân máy. Tại vì số máy nội địa thì nó sẽ không có dập chân. Đây có sơn xước, có sơn xước nhẹ. Nút sơn rồi. Như thế này. Đây, con này thì ngoại hình nó sơn xước ít thôi các bạn. Hàng này là Shimano của Nhật nha. Quay sóng, đổi tay trái phải được. Tay quay cái này, tay quay hơi xấu. Đây, tay quay hơi gửi nhẹ. Tay 6.000, 6.500, quay rất là nhẹ. Quay nhẹ mực.
Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là con số 17. 17 này nặng 540 g, con này giá 430.000. Con cuối cùng là con số 18. 18 ở đây mình có là con Daiwa Spinter ST 3000. Daiwa Spinter ST 3000. Con này thì cước số 6 250 m, số 7 là 210 m, size tướng size tầm khoảng 7,5 đến 8.000. Con này size thực 8.000 nha. Mô bin 6. Lưỡi ga đầy đủ. Đổ tay trái phải được, con đang cước thì còn rất là sáng. Gạt cước nhẹ, hàng này là hàng Daiwa của Nhật. Ngoại hình tổng thể của máy này, có sườn xuống ở viền chân. Viền chân như thế này. Máy cũng còn tương đối, ngoại hình cũng còn tương đối sáng này. Có sườn xuống viền chân, viền lưng. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, size 8.000. Quay nhẹ bờ size 8.000, hàng Daiwa Nhật. Con là con số 18, 18 nặng 680 g, con này giá là 460.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 18 con mấy câu. Các bạn lấy con nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.